Như tên gọi của nó, bánh vo là một thức quà quê rất là dân dã. Những ai mà sinh ra đã lớn lên ở Cẩm Xuyên thì không thể nào quên được cái món bánh vo này. Cái bánh vo này là được làm từ gạo, nó vo tròn thành những cái hình nhỏ, xinh xinh, điểm xuyết những cái hành, lá hành xanh, làm cho cái bánh này nó rất là trông rất là xinh. Và những người con ở Cẩm Xuyên khi sinh ra và lớn lên ở đây thì không thể quên được cái món bánh vo này. Món bánh vo này là một thức quà dành cho trẻ em hoặc là người lớn. Khi đói, người ăn bánh vo thì rất là ngon miệng. Và đến nay thì bánh vo vẫn đang còn được duy trì ở nhiều nơi ở vùng đất Cẩm Xuyên. Nếu có dịp ghé qua Hà Tĩnh thì bạn cũng nên thưởng thức một lần món bánh vo để thưởng thức được cái hương vị dân dã của nó. Nguyên liệu gạo trắng ngon, mình phải dùng gạo mùa mới thu hoạch thì mới thơm. Gia vị gồm có bột canh, hành lá, mỡ lợn. Dùng mỡ lợn thì mùi sẽ thơm hơn và béo hơn. Cách chế biến: trước hết mình phải ngâm gạo từ 6 đến 8 giờ, sau đó dùng cối đá mình xay mịn thành bột nước. Bước thứ hai là rảo bột, cho một ít muối và một ít mỡ khuấy, đánh đều tay cho bột không bị vón cục, sánh và không bị cháy. Đây là công đoạn khó nhất. Tiếp đến là vắt bánh. Khi bột đã sánh thì mình đổ ra ngoài cho nguội và bánh được vắt thành những bánh nhỏ nhắn. Đây là công đoạn đòi hỏi phải tỉ mỉ. Cho bánh vào nồi để hấp. Bánh hấp khoảng 30 đến 45 phút là bánh chín. Khi bánh chín thì mình rắc hành lá lên trên chiếc bánh để tạo ra một cái màu sắc đẹp và hương vị thơm ngon hơn. Lưu ý là bánh hấp không để lửa to quá và cũng không hấp lâu quá thì bánh sẽ giữ được mùi thơm của gạo quê. Thưởng thức món bánh này, bánh mềm dẻo vì thơm của gạo mới, hành lá vì béo bùi của gia vị.